rảnh rỗi quá ha. Suốt ngày nằm ở nhà coi tivi. Ba bất tài vô dụng vừa thôi ba. Chỉ biết báo con báo cháu là hay hả? Ba nhìn cái gì? Con nói không đúng hay sao? Đi làm về mệt mỏi rồi, nghe tiếng tivi ồn ào nhức đầu muốn chết luôn á. Ngày xưa cũng làm giám đốc đồ với người ta, có tiền có của thì chơi con gái con rể nghèo khó bòn rút gia tài của ba. Rồi bây giờ sao? Xa cơ thất thế, không còn một cách á, thì tới đây báo con mình. Con trai của ba đâu? Con trai của ba là nhất mà. Sao ba không để cho nó lo cho ba đi? Bỏng. Tao giao cái công ty này lại cho mày. Giờ mày phá nát hết tất cả. Mày có biết cả đời tao mới gây dựng được cái cơ nghiệp này không? Tại sao mày dám bán công ty? Chứ bây giờ làm sao? Ba muốn giữ cái công ty đó lại để cho thằng này chết hay gì? Ừ, mày có chết thì chết một mình đi. Tại sao mày dám bán công ty của tao? Tôi là thằng con trai duy nhất của ông đó. Hiển sao ông để cho tôi chết? Bấy lâu nay á, tôi tưởng là ông thương tôi. Hóa ra không phải như tôi nghĩ. Ủa đâu mày? Nè, hôm nay tao đến nhà là mày biết rồi không? Nợ nần tính sao đây? Anh ơi, anh thông thả cho em vài ngày đi. Em đi lo tiền và về em trả cho anh đầy đủ. Chỗ tao làm ăn đàng hoàng, mày thắng độ tao chung, mày mượn tiền tao đưa, đến ngày trả mày hẹn lần hẹn nữa là sao? Bây giờ em nói thiệt với anh luôn là em không có tiền, anh có ép em cũng có được cái gì đâu. Sao? Nó thiếu tiền hay anh hả? Ông còn hỏi nữa hả? Nó chơi cờ bạc thua không có tiền chung, bây giờ tụi tôi tới đây đã đòi nợ rồi. Giờ không có tiền trả đúng không? Đưa giấy tờ đây. Nè, cứ theo giấy tờ mà làm. Trời ơi thằng phú. Dạ. Mày dám cầm cả căn nhà này để cá độ hả? Trời ơi mày giết tao đi thằng khốn nạn. Thằng khốn nạn. Ông thôi đi. Ông có phải là ba tôi không vậy? Hả? Mày ăn chơi trác táng, phá nát hết cái sản nghiệp nhà này, rồi bây giờ mày còn cầm cố luôn căn nhà này. Rồi sau này tao sống ở đâu? Tao ở đâu hả thằng con trời đánh? Thưa ba, con mới về. À con. Dạ. Ông ngoại buôn bán được không con? Dạ cũng lai rai rồi ba. Ba thấy ở nhà vợ chồng con sao? Thoải mái không? Ừ thì cũng thoải mái mà. Ba đói bụng chưa? Để con vô hâm hủ tiếu cho ba ăn nha. Ba cũng chưa có đói con à. Anh mới về hả? Anh đem gì về á? Hủ tiếu. Hủ tiếu nữa hả? Sao anh đem hủ tiếu về cho ba ăn? Ba đâu có thích ăn hủ tiếu đâu. Cái món này á là dành cho người nghèo, chứ ba ăn mấy cái món giàu sang quen rồi. Ôi lỡ hôm nay ế thì anh đem về vậy thôi. Được rồi, ngày mai anh mua món giàu sang cho em ăn được chưa? Bị gõ chịu không? Thôi anh vô hâm nha. Ba, sao ba không ở nhà nghỉ ngơi, ra đây chi nắng nôi cực vậy? Ba ra đây cho nó thông thả, đỡ ngột ngạt. Ở nhà con Phương nó càm ràm nó chửi suốt à. Cái con vợ của con thiệt tình à. Thôi mà ba đừng có buồn, cái miệng nó hổn vậy thôi chứ cái tâm nó tốt lắm. Được rồi, để tối nay con về con dạy lại vợ con. Nó không dạy mày thì thôi, ở đâu mày dạy lại nó? Tao là ba của nó, chẳng lẽ tao không hiểu ý nó hơn mày à? Mà cũng tại tao hồi xưa có cái gì cũng cho thằng Phú hết, đến bây giờ nó phá sản mà tao về để ăn bám vợ chồng mày. Ba nói gì kỳ vậy? Tụi con là phận con cái phải phụng dưỡng báo hiếu cho ba chứ. Có cái gì đâu mà ba nói ăn bám. Ba nói vậy tội tụi con chết. Anh ơi làm em tô hủ tứ xương. Ba chờ con một chút. Mày điên hả Phương? Mày nghĩ sao mà quen với một thằng nghèo rách mồng tơi này hả? Nó quen mày chỉ để đào bỏ cái nhà này thôi. Mày không nhìn ra sao? Anh Đạo anh có công ăn việc làm đàng hoàng, chứ anh đâu có vô công rỗi nghề mà ba nói anh là tới đây đào mỏ nhà mình hả ba? Dạ thưa bác, không giấu gì bác, con cũng không phải nhà khá giả gì, nhưng con cũng có một cái xe hủ tiếu nho nhỏ đủ trang trải cho cuộc sống, rồi lo cho cuộc sống sau này của Phương đó bác. Cái xe hủ tiếu nho nhỏ? Dạ. Một tháng được bao nhiêu? 10 triệu không? Ba. Mày im đi. Nó cho mày ăn bù mê thuốc lú gì mà mày ngu quá vậy? Mày có biết câu môn đăng hộ đối không? Một thằng bán hủ tiếu
nó có xứng đáng với con gái của một giám đốc không? Vậy ngày xưa ba thì sao? Ba cũng chỉ là một người nông dân thôi, quen mẹ là con của nhà thương gia. Lúc đó ba với mẹ có nghĩ tới chuyện môn đăng hộ đối không? Sao bây giờ ba bắt con phải môn đăng hộ đối hả ba? Ngày xưa khác, bây giờ nó khác. Tụi mày hai đứa mày chia tay nhau đi, còn nếu không thì cút ra khỏi nhà tao, đừng có hòng về đây nữa. Được, vậy thì con đi cho ba vừa lòng. Mình đi thôi anh. Em à, đi, đi hết đi, cút đi. Từ nay về sau tao không có một đứa con gái nào hết nha. Tao chỉ duy nhất có một thằng con trai, là thằng Phú thôi. Ba đã từng coi thường mày và nặng lời đuổi mày đi, mà bây giờ mày vẫn thương ba, có hiếu với ba như vậy. Ủa? Chắc ba đi uống cà phê hả ta? Nãy giờ ba có ra đây không? Hồi sáng ba có ra, nhưng mà ba về nhà rồi. Em ở nhà ra đây em có thấy ba đâu. Chắc ba đi uống cà phê hay là đánh cờ với mấy ông hàng xóm đó mà. Thiệt tình, không biết bỏ đi đâu nữa. Thôi, anh dọn lẹ lẹ đi, em với anh đi tìm ba về. Ừ. Phải ba không? Ba! 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 Ba làm gì vậy ba? Tụi con về đi. Ba kể ba. Để ba đi theo mẹ con. Tự nhiên cái ba đòi đi theo mẹ. Ai làm gì ba hả? Không ai làm gì ba hết. Nhưng ba cảm thấy ba là gánh nặng của tụi con. Con cứ để ba đi theo mẹ con đi. Ba đi rồi sau này tụi con sẽ trở lại như xưa. Ba xin lỗi. Vì ngày xưa ba có tiền có của mà không lo cho vợ chồng tụi con. Bây giờ xa cơ thất thế, ba mới về để ăn bám vợ chồng tụi con. Ba xấu hổ với chồng con lắm. Ngày xưa ba chê nó nghèo, ba mạt sát nó, mà nó vẫn thương ba, nó vẫn có hiếu với ba. Thà là nó chửi ba, nó đai nghiêng ba, ba còn đỡ dằn vặt hơn. Ba không thể nào sống tiếp con à. Ba đừng có nói như vậy. Ngày xưa ba không cho Phương lấy con hiểu mà. Không có một người cha nào muốn con gái mình lấy một thằng chồng nghèo khổ, khốn khó như vậy. Con không có trách gì ba hết. Con hiểu ba mà. Còn em nữa, chuyện cũ rồi, chuyện quá khứ em cho nó qua đi. Suốt ngày em cứ dằn vặt đai nghiến ba như vậy hoài. Em cứ trách ba là tại sao ba thương thằng Phú hơn. Nhưng mà em nhìn lại em đi, có bao giờ em hiếu thảo với ba chưa? Hay là em cũng như thằng Phú, suốt ngày làm khổ ba hoài? Ba, con xin lỗi ba. Thật sự là con rất thương ba, nhưng mà con chỉ giận ba nên là con mới như vậy thôi. Ba tha lỗi cho con. Ba về nhà với vợ chồng con nha ba. Ba mới là người phải xin lỗi con đó.